lại chăng nè. Không có cho con đắp nha. Mình còn xoài cho con ăn nha. Xong rồi đi ngủ nha. Sắp hết củi rồi. Con ngồi đây đợi ba nha. Để ba đi tìm ít củi về đốt nhá. Này không nằm này. Ngồi đây đợi ba nhá. Để ba đi kiếm ít củi ra. Thank you.
Con đâu rồi? Tiến ơi. Tiến ơi. Đây. Nãy giờ con đi đâu mà ba tìm con nãy giờ á? Hả? Ba giờ con là ở trong lều đợi ba đi lấy củi mà. Hả? Con chạy đi đâu? Hả? Là ta đi về lều nào? Ừ? Đi nào, ba bé nào.